À, xin phép được chào anh chị và các bạn hôm nay mình sẽ à, được luận giải cái bàn tay của bạn nghĩa tâm bạn này à, sinh năm 1985 36 tuổi thì à, bàn tay của bạn này là bàn tay bạn công việc chính là đầu tư cổ phiếu và chứng khoán bạn này chơi à, tiền ảo à, bạn có hỏi mình là em công việc của em như thầy vậy á thì nhìn bàn tay của em em có tiền không làm đầu tư sẽ có giàu không thứ hai là em à, mấy lần cáihôn thì để đi vào cái bài này cái thì à, mình sẽ luận giải trước những cái đường chỉ tay về tình à, về sức khỏe nè tình cảm nè à, trí tuệ và sau đó sẽ tới cái phần là phần của bạn này là bạn về cái à, nghề nghiệp của bạn đầu tư cổ phiếu và sau cùng mình sẽ à, hướng dẫn thêm về cái những cái dấu hiệu của bàn tay mà đầu tư cổ hiếu cổ phiếu mà gọi là thắng thành công những ai mà có những cái dấu hiệu mà như mình nói trong cái phần video này thì chắc chắn phải không gọi là tướng tay của triệu phú triệu phú phải không đầu tư cổ phiếu chắc chắn sẽ thắng với những dấu hiệu mình đưa ra thì bây giờ đầu tiên mình sẽ luận giải trước những cái sơ bộ về cái bàn tay của bạn nghĩa tâm này đầu tiên mình anh chị thấy là cái các ngón tay của bạn này rất là khô ráp nè tiền những tiền đầu ngón tay cũng ha nhăn nhiều thứ nhất anh chị thấy không bằng tay bạn này xấu lắm thứ hai nè cái đường sinh mệnh anh chị thấy là có rất là nhiều đường ngang gò nguyệt này cũng vậy nè gò nguyệt thì lõm xuống và có những cái đường nè ha những cái văn xấu nè không ổn nè cắt khe cắt khe ngay khu vực này anh chị thấy nó lộn xuống thấy không ạ à? đó lộn xuống nè những cái này nó mô tả vấn đề là sức khỏe bạn này không được tốt không được ổn cho lắm thì bạn này có nói là em bị đau cái cây cuộc sống lâu lắm rồi đó. nên là cái công việc làm nặng nhọc nặng nhọc của bạn này rất là khó khăn nên là sức khỏe bạn này rất là yếu đầu tiên là sức khỏe ha bạn nghĩa tâm này phải lo sức khỏe của bạn nè cái điều thứ hai mà anh chị thấy không các bài video trước mình cũng có hướng dẫn cho anh chị xem đó trên các ngón tay anh chị có các khe nè có khá là nhiều cái khe mà điều này là cái khe này gọi là khe ra tiền khe ra tiền thì bạn này làm không có ra tiền được làm ha chạy hết có thể là dồn bao nhiêu là hết bấy nhiêu dồn tiền tỷ cũng mắc hết tiền tỷ Nha, anh chị ha về vấn đề mà đường trí tuệ của bạn nghĩa tâm này nè khá là dài nó dài qua tới cái phần hỏa tinh thứ hai luôn những người mà có cái đường mà hỏa đường trí tuệ mà dài tới đường cái gò mà hỏa tinh thứ hai này nè anh chị nè những người này thật sự là những người có tài năng thật tài năng lắm ha. sống thì rất là thực tế xử lý công việc khá là nhanh nhẹn mà tính tình mà cởi mở chứ không có phải là giống như là 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 ấy kia đâu à, chung là những người này có thể là phát huy được à, cái cái năng lực của bản thân rất là mạnh mẽ Thấy không rồi mình sẽ tiếp về vấn đề là đường tình cảm của bạn này mình sẽ zoom cái đường tình cảm của bạn này lên để anh chị xem đây ngay khu vực này anh chị anh chị thấy cái là cái đường tình cảm của bạn nghĩa tâm đây nó kéo dài tới ngay khu vực này thôi từ đây cái về đi ngay khúc này nó bị đứt nè anh chị thấy không nó xong rồi nó kéo dài đây đó theo mà mà mà, mà những cái người mà có cái khu vực đứt này này thì thường thường ấy là họ sẽ bị thiếu thốn tình cảm với gia đình thì trong cái 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 này cùng nói chuyện thì bạn tâm có nói là bạn bạn tâm bị mất mẹ nhưng thường thường cái khu vực này là thường thường nó bị thiếu thốn của gia đình tiếp thấu tình cảm của người thân á ha cái đường mà đường tình tình tâm đạo này tình cảm này nè mà nó kéo dài tới ngay cái giữa khúc giữa này thường thường là những người này à không phải nói là khi mà gọi là vô tâm đó vô tâm những người khi ví dụ như khi yêu đương một người nào đó đi khi bạn cua một người nào đó cô gái đi ha bạn tâm cô gái đi khi mà đã cua được rồi thì như bạn chứng tỏ là mà tôi đã chiến thắng rồi rồi những đi thời gian đó ra đi thì bạn sẽ nhợt nhạt lại với bạn gái đó cái đường mà đường cái đường tâm đạo nó kéo dài tới đây đây nhưng mà nhìn rõ hơn thì hiện tại bây giờ trên cái đường tâm đạo của bạn tâm này nó hiện nó lại có những cái thêm những cái đường bắt ha à, bắt cái đường tâm đạo này lên và kéo dài lên khu vực này thì có vẻ có thể là trong khoảng thời gian gần đây bạn này có một cách suy nghĩ gì đó có một cái biến cố gì đó khiến cho bạn có thể là, gọi là thay đổi lại cái suy nghĩ có thể là biết quan tâm hơn thay đổi lại cái, cái cái cách suy nghĩ của bạn khiến cho bạn có thể là quan tâm đến người khác hơn bên cạnh đó nha có bạn này rất khá là nhiều đường giải giải kim tinh nè à, bạn này cũng khá là đào hoa rất là thu hút được khác giới à rồi mình sẽ trở về lại cái công việc của bạn Tâm thì cái bạn bạn Tâm thì bạn nói mà bạn đang đầu tư về kỹ thuật uh, chứng khoán cổ phiếu kỹ thuật số thì hiện tại nếu như mà nhìn vào bàn tay của bạn Tâm thì ai cũng thấy được rằng là không được thì vì sao tiền của bạn chảy ra hết đây nè bạn bao nhiêu chảy ra hết ha. chảy ra hết không làm được gì các đường mà không có cái đường gọi là đường tiền tài vận cũng không có nè à, trong khu vực gò thái dương đò công danh sự nghiệp cũng không có nè cái đường mà đường vận mệnh thì tới kết thúc năm 28 tuổi là bạn không còn gì nữa trước năm 28 tuổi bạn rất là thuận nhưng mà sau hai năm hai tuổi bạn à, bị đứt khoảng một lần xong tới năm là 30 tuổi tới đi ha à, bạn có cái lên chút xíu là năm 35 tuổi 36 tuổi xong là bạn làm cái gì cũng không được gì hết. Nếu như bạn hiện tại bây giờ bạn đầu tư càng nhiều thì bạn cần mất nhiều. Bạn cũng có chia sẻ với mình là bạn chơi đầu tư kỹ thuật số mà hiện tại bây giờ tới đó là mình vừa bán miếng đất của bà mẹ luôn. Mẹ mất đi để lại miếng đất bán luôn để đầu tư vào trong đó nhưng mà không lấy tiền lại được. Chơi kỹ thuật số mà sao không lấy tiền lại được. Muốn lấy tiền rút tiền không cho rút tiền. Đó. Bởi vậy là bạn riêng bạn có một lời khuyên cần phải sớm à, rút tiền về đi nếu không để càng lâu càng mất nhiều về vấn đề là hôn nhân hôn nhân thì mình sẽ qua đây một chút xíu nha anh chị nha đây cái đường hôn nhân của bạn này chỉ có một cái thôi đường hôn nhân nó chỉ có một cái đường một thôi thì chứng tỏ là bạn này hôn nhân gì cái một một vợ thôi nha trung thủy à, bây giờ khá trung thủy đó nhưng mà hiện bây giờ thì Uh, chị tình cảm nó cũng có vấn đề về trục trặc tại vì cái khu vực ngay khu vực này nè ngay khu vực này nè nó bị uh, có nhiều đường cản phá cắt ngang quá ngay khu vực này nè chị nếu mà được nhìn rõ vào có nhiều gần nhiều 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 cái cắt ngang có khiến cái tình, tình cảm của anh này cũng đang lục đục nè uh, không được thuận uh, có nhiều điều trở ngại ha uh. vậy thì như lúc trước mình nói á bài đầu video mình có nói là bàn tay như thế nào gọi là bàn tay thích hợp đầu tư vào cổ phiếu mà đầu tư gọi là sẽ thành công chiến thắng à. đây cái dấu hiệu chủ nhật một người mà như vậy thì mình phải có hai cái dấu hiệu này hai giờ chính này thôi anh chị xem nếu bàn tay mình có là chắc chắn đầu tư thành công ngay giữa cái gò mà gò thủy tinh nè và cái gò thái dương này anh chị ngay khu vực này nè thì ở giữa đó anh chị để ý có một cái đường mình sẽ mở cái, cái size line cái 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 line mạnh to lên xíu một cái đường gọi là đường này đây thẳng xuống này Được không cái đường tài vận mà này nó nằm ngay giữa gò ở giữa cái 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 gò thủy tinh và thái dương này đây là nói đến vấn đề là cái người mà có, có cái đường chỉ tay này á không qua một đêm có thể trở thành giàu có à, qua một đêm thành giàu, giàu có mặc dù là tiền bạc mà cứ ùn ùn kéo tới mà lập tức cái là nó sẽ dùng hết và không thể giữ lại lâu được à, những người mà có cái này cái thứ nhất cái thứ hai anh chị để ý ngay cái ngay cái gò mà gò mộc tinh này nó có ngôi sao thứ nhất ha ngôi sao hạt ngay gò thái dương này có thêm ngôi sao nữa đây là những người có tướng tay gọi là tướng tay triệu phú đầu tư bất động sản đầu tư cổ phiếu đầu tư những cái gì liên quan con số thì làm giàu khá là nhanh nghe anh chị các bạn đây là hai cái yếu tố ngay cái gò mộc tinh nè xuất hiện ngôi sao hoặc là ngay cái gò thái dương có xuất hiện ngôi sao nữa thì may mắn lắm tiền vào ảo ào à may mắn trên từng cây số người ta gọi là may mắn trên từng cây số nghe anh chị đây là những cái yếu tố mà quyết định cái vấn đề gọi thành công của một con người và một điều để gọi là sau khi mà đầu tư như vậy mà có tiền giữ lại hay không thì cắt cái bàn tay cố gắng đừng có những khe như thế này lọc tiền ra làm có tiền mà lọc tiền ra đó Nghe anh chị tấm lại cái bài này thì mình khuyên cho bạn ghi tâm thế này thứ nhất sức khỏe thứ hai tiền lấy về đi tiền mà bạn có cả tỷ 2 tỷ trong tài khoản ngân hàng trong trong cái tài khoản uh, kỹ thuật số đó mà bạn lại không rút tiền được thì tiền của bạn nó phải mà người, người ta lại bắt bạn phải bỏ tiền vô thêm thì mới rút được bỏ tiền rút ra rồi bỏ tiền vào thêm để chơi nữa thì tiền của bạn cũng như không bao nhiêu miếng đất đã bán đi rồi tiền thì không có trong tay đi mượn người này người kia thì cuộc đời của bạn nếu mà chơi tiếp như thế này sẽ là không thành công ha đó để mà chơi cổ phiếu thì càng bạn thứ nhất bạn cần phải xem xét lại cái bàn tay của bạn chút xíu là không chảy tiền thứ hai có những cái biểu hiện của tài lộc tiền tài vào trong tay thì mình chơi sẽ thắng Nghe bạn đó là bây giờ là cắt là cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video chúc anh chị các bạn có cuộc sống thật nhiều may mắn chào anh chị